Top 5 điều sung sướng khi làm bartender. Thứ nhất, đó chính là làm bartender được bận đồ đẹp lắm mấy bạn. Khi bạn đến những quán bar, có phải bạn sẽ bị thu hút bởi những anh bartender là đầu tiên đúng không? Một trong những lý do chính khiến bạn bị thu hút chính là cái đồng phục mà bạn đó bận. Mỗi quán bar trên thế giới đều cố gắng tạo nên những cái đồng phục cho anh bartender một cách đẹp nhất và hợp với phong cách của quán nhất có thể. Ít nhất thì họ cũng sẽ được bận ghi lê, áo sơ mi, quần tây, nhìn rất là đẹp, rất là sang và chỉnh chu đúng không? Nhiều khi mà nam bận đồ đồng phục của quán, nam có thể đi dự sự kiện hoặc là dự đám cưới luôn đó mọi người. Ha ha ha. Còn nếu như mà ai á làm bartender mà bận đồng phục xấu á thì chịu. Đó xui à. Và thứ hai, bạn sẽ được trả tiền để giao lưu với khách hàng đến từ hầu như tất cả ngành nghề khác trên thế giới. Đúng vậy, khách hàng của bạn có thể là kỹ sư, bác sĩ, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên, bất kỳ ai có khả năng đến quầy bar đều sẽ trở thành khách hàng của bạn. Và nhiệm vụ phục vụ, giao lưu, trò chuyện với những khách hàng đó chính là nhiệm vụ cơ bản của một người bartender. Bạn có rất nhiều khả năng để kết bạn với họ và học hỏi được những điều hay đến từ những ngành nghề đó. Vì vậy, Nam có rất nhiều bạn bè đến từ những ngành nghề khác giúp đỡ Nam cũng từ cái vụ này mà ra đó mọi người. Cho nên là một trong những kỹ năng của bartender là cần có thảo mai á. Thứ ba, bạn sẽ có được những kỳ nghỉ thoải mái hơn. Ở lớp trước Nam có nói là bartender sẽ không được nghỉ Tết, nghỉ lễ. Vì những lúc người ta đi chơi thì mình sẽ làm thấy bà. Nhưng những lúc người ta đi làm thì mình sẽ được nghỉ. Những anh em văn phòng chỉ được nghỉ vào thứ bảy chủ nhật cố định thôi. Nhưng bartender từ chủ nhật đến thứ năm muốn nghỉ ngày nào đó thì nghỉ. Và làm vào những ngày lễ còn được nhân ba lương nữa. Quá đã, quá đã. Thứ tư, bạn sẽ được làm trong một môi trường giải trí và năng động. Nghe có vẻ hơi dụ chút xíu nhưng mà thật sự là như vậy đó mọi người. Khác với làm trong văn phòng, bạn sẽ ít bị dí deadline hay là dính dáng tới giấy tờ quá nhiều. Thay vì ngồi gõ trước máy tính thì bạn sẽ được di chuyển, vận động, giao lưu, trò chuyện, uống cocktail với khách hàng, nghe nhạc chill chill nữa. Đấy, rất là thoải mái đúng không? Nên thay vì bị đau lưng thì bartender sẽ bị đau chân do đứng quá nhiều. Và cuối cùng thứ năm, bạn có cơ hội được đi du lịch rất cao. Nếu bạn là một bartender có thực lực từng chiến thắng cuộc thi hoặc là một người có tên tuổi lớn thì bạn sẽ được đi thi đấu ở nước ngoài hoặc làm bartender khách mời ở những quán bar khác ở trong nước hoặc là trên thế giới. Như Nam và Quyên đã từng có cơ hội được đi qua Bali nè, Hàn Quốc nè và Bangkok nè. Vì vậy Nam và Quyên đã có rất là nhiều những người bạn ở khắp nơi trên thế giới kết bạn bốn phương tám hướng. Vì vậy nếu như bạn là một người yêu thích xê dịch thì hãy đến với ngành bartender này nhé. Vậy nên đó chính là